đó cái bình đây ha, 750 này thôi mình chỉnh nhá, là 748 là 377 ký ha. Cái chỗ này nè bạn, giờ ra đây là bạn phải nhấc chân lên nha, nó giật, sợ nó giật đó. Đây ha, mềm lắm, ấm mềm ha. Đây tùy cái quát nha, cái này khoảng 900 quát nè, thì bạn chỉnh nha. Ví dụ như lúc nãy mình chỉnh mình đo đó là 345 kg đó, cái hàng cái điện trở đây nè ha, thì cái sơ đồ mình đã đưa ha, hàng cái điện trở từ cái chân giữa nè tới chân bìa chỗ này nè ha, đó thì mình chỉnh đây mình đo ha, mình đo chút xíu đó mình hàn fit luôn 345 kg này là 1.15 kW ra. Cái nó ôm đây là chỉnh ra 345 kW, nó ôm là 1.15 kW. 480 ha là nó tắt luôn. Chỉnh 377 á là 800 W ha. 378 là 785 W ha. 377 là khoảng đây là 800 là 26 nè. Đó tùy nó ấy ha. Đó. Đây nè, nó đang ở chỗ 745 ha. Ha. 745 bây giờ mình test ha. Mình nhìn đây nè, ha. Tắt điện rồi nha. Đó, nó đang ở chỗ là 374 375 nè ha. 374 375 ha. Bây giờ mình tháo ra, nó nằm ở trong đó, nhiều khi nó là dạy nhưng mà tháo ra nó khác ha. Thử ra. Rồi mình đã tháo ra ha, mình tháo ra bây giờ mình đo coi nó là bao nhiêu ha. Ba bảy lăm ba tám mươi ha. Mình đo ngoài là 380 nè ha, 380. Sau khi đó mình thử quá trời ha, hàng cái này rồi ha. Đây hàng nối cái điện trở này không, đây cái chỗ chỉnh này nè, cái chỗ chỉnh này thì bạn dùng một chân mát đó, bạn hàn cho cái chân giữa đó, bạn hàn một chân như chân giữa vào cái này ha, một chân bên đây thì vô trong cái đầu đây ha, ở trên cái đĩa ha, đó đó trên cái đĩa này nè ha, đó hàn vô xong rồi mình chỉnh nhá, mình chỉnh xong rồi cái mình hàn fit hai con điện trở ha. Rồi. Rồi bây giờ mình gắn vô thôi. Gắn vô đây. Đây. Đây, mình gắn vô đây ha. Đây. Mình dán keo ở đây này. Có loại keo đây ha. Keo này là keo tản nhiệt nha, chịu nhiệt độ tới 200 mấy chục độ C ha. Nên không sao ha. Đó. Cái cục con chiếc này này, ha, có con chiếc này, ha,
mình dùng hai con này ha, mình bắt hai con song song ha. Đây hàn đôi chân đây hai. Hôm qua đó là mình cũng thử rồi, mình bắt iốt ha. Mình bắt con iốt sung á, một con đó là 30A, một con là 75A. Bắt ra đây qua đây thôi thì chạy cái ampe nó cao nha, nhưng mà mình phải có đồng hồ đặc biệt là mình mới đo được ha. Đồng hồ thường là như cái đồng hồ này á, mình chạy á là không ra ampe đâu nha. Rồi đây hai con ha. Nhưng mà xài iốt này á là nó điện áp nó cao mà ampe nó cao hơn là một. Điều thứ hai nữa là chạy nhiều nó sẽ nóng thôi. Ví dụ như mình tản nhiệt tốt á thì mình còn chạy được, còn tản nhiệt không tốt á như trong đây là khó ha. Mình bắt được miếng nhựa ở đây nó sẽ chảy miếng nhựa ra ha. Tản nhiệt không tốt thì mình không thể bắt ở đây được ha. Mà xài ở trong đây á, chỉ xài ngắn thôi. Xài những cái nào mà ngắn thôi, còn chạy liên tục á là sẽ chịu không nổi. Chạy liên tục á thì mình sẽ chạy bằng chiếc ha. Mình hạn cái cửa mở của nó ha. SRC mình hạn cái cửa mở ha. Thì ok hơn ha. Đây, bây giờ mình bắn keo ha. Giữ lại để cho nó ấy ha, nó dính vô đây chút là nó dính vô. Rồi mình gắn rồi đó, thấy không? Và bạn là cẩn thận nha, cái keo này á, là nó lâu khô không nha. Cái này mình để 3-4 tiếng đồng hồ đó, mềm mà. Nó cũng bạn nhỏ mà nó đứng lại nó mà không có chạy nhẹt ra đó thì ok ha, trong vòng 20 phút hoặc là tiếng gì đó nó sẽ đông lại ha. Đó. Mình bắt cái cũng được, nhưng mà cái keo này có tản nhiệt nha, chịu nhiệt độ lên 280 độ, đây quảng cáo vậy đó ha. Rồi mình làm dày xong rồi ha. Đó thì bạn sẽ theo dõi trong cái phần mô tả ha, hoặc là cái phần trả lời nha. Mình sẽ rút kinh nghiệm một thời gian sử dụng cái này nha. Mình chế biến là nó phải hoàn hảo, phải không? Nó phải an toàn, nó hoàn hảo và nó an toàn và nó phải ngon như zin. Chứ mà thua zin thì mình đừng có chế làm chi ha. Đó. Bây giờ mình lắp cái miếng này vô ha. Đây. À, mình làm xài vô ha. Cái bình Tiger này nó mắc in ra băng nha. Làm nó cũng khác cái mấy cái kia.
trong đây mình chưa làm sạch ha, zin của nó này. Cái này bạn ngâm axit citric nó sẽ sạch ha, da giống như mới vậy. Đừng đổ đầy nước ha, cho cái bình vào đây. Đang báo 35 độ. Cái bình này nó bắt đầu lên nó chạy đủ ha. Xong bây giờ nó chạy cái dây hâm này. Thấy không? Đó, nó tắt dây hâm nó sẽ chạy cái dây nấu ha. Rồi nó làm rồi 3 lần như vậy đó thì bắt đầu nấu giống như là hai cái dây nó hâm nóng lên lên liên tục rồi đó, để cho nó đừng có sốc nhiệt đó. Đó. 600 mấy chục W ha. 633. Nó sôi đó. Nó nóng lên, chỉ số nó tăng lên 700 mấy, lúc 800. Nó 100 độ rồi nè. Sao? Nó báo 100 độ rồi. Cái màn hình này nó hơi mờ ha. Đó, báo 100 độ rồi. Đó, giảm xuống nè, thấy không? Mà cái lò này hay lắm nha, nó giảm xuống là cả không watt luôn á. Nó không ăn điện luôn. Tức là trong khoảng thời gian chờ là không ăn miếng điện nào hết trơn. Rồi. Làm thành công ha. Bây giờ coi rót có ok không nè, không? Để ra đây cái cho thấy ha. Rót ok không ha? Rót bấm đây cái nè, bấm đây. Trong một lúc rót á là nó chạy cái hâm này, để cho nó đừng có xuống nhiệt độ ha. Tắt ha, nấu xong rồi nó sẽ kêu là chuyện về hâm. Coi nó bền hay không á, coi có điều chỉnh thêm cái gì không đó thì bạn coi ở trong phần mô tả nha. Và hoặc là cái phần mình đây, mình mở ra ha. Phần mô tả hoặc là phần trả lời ha. Là những cái video mình làm đó là trong cái phần mô tả hoặc phần trả lời đó là nó có sẽ có những cái phần mà chú ý ha. Cái điều chỉnh sau á, tại vì video đã lên rồi là không có chỉnh sửa được á, mình chỉ có điều chỉnh ở trong phần chú ý, trong cái phần
trả lời thôi nha, mô tả và trả lời thôi nha. Đây là mình sẽ điều chỉnh trong đó, thì bạn nhớ theo dõi trong phần trả lời hoặc là mô tả nha. Có nhiều cái bình nó khác lạ nữa thì mình lại làm tiếp ha. Rồi này, mình cho nó chạy acid citric ha. Bạn để đây ha. Rồi bạn acid citric là acid chanh á, acid này người ta dùng pha nước chanh ha. Bạn bỏ một muỗng này ha, tùy nhiều ít ha, hai muỗng cà phê này ha, ba muỗng này ha. Cái này nó hơi nhiều, mình bỏ 4 muỗng ha. Rồi bạn cứ nấu rồi thôi. Bạn cứ nấu rồi đó trong vòng 1 ngày ha, 2 ngày, 3 ngày vậy đó. Tùy chừng nào bạn sẽ thấy ở trong nó sạch rồi thôi ha. Rồi video đây là kết thúc nha. Đợi mình làm cái khác nữa ha. Thank you.